Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình chơi game câu cá nha. Đó, bây giờ này cái game này là Fishing Planet. Đó, thấy khung cảnh không? Khung cảnh Fishing Planet không? Đẹp không? Đây này có cái cây nha. Mình đã dưới gốc cây. Ở đây có cái nhà. Ở đây có cái nhà kho. Cây cối xung quanh rất là lý tưởng nha. Cảnh vật xung quanh nó rất là lý tưởng. Không khí hôm nay rất là mát mẻ trong lành nhé. Cho mình một vị trí đi câu, một địa điểm đi câu đây. Có ông nào ông ra câu trước mình được cả. Này mình mới tải game này về chơi thử. Đây là nó hướng dẫn nè. Đây là có cái dùng để cho mình đi câu nè. Giờ mình đi lưới câu ra nhấp trái chuột nha. Thì cái dùng đó nó biến mất. Ở đây thì ở đây chờ đợi câu cá là chờ đợi cá ăn mồi. Go thôi mồi đi nó ăn mồi đó, chờ cho nó giật quằn cần câu mình á, mình mới giật mình kéo nha. Đó, giờ mình kéo được rồi đó. Chưa, nó thả mồi rồi, chùa chà, cái hồ nước đẹp quá ha. Cá và lội lởm chởm hết trơn, cá đớp tung tăng trên mặt nước rồi nhảy nhót rồi. Trời, khung cảnh thiệt là đẹp á. Thì câu cá này cũng dễ thôi à. Tải game về nó vô chơi nãy giờ giống như mình nãy giờ vậy đó, mọi thứ nó ra chơi làm sẵn cho mình hết rồi. Đây nó hướng dẫn là lờ cây rồi đó để set the Rearing speed to rather than K là gì? K cộng ship hả? Ship. Có cái ông này ông ra đây ông làm gì đó? Ông cho mình câu thôi. Ông nổi này ông làm gì? Ông đi dành chỗ. Ông này ông đi dành chỗ. Mất cười không? Người ta câu mà ông đi ngang luôn. Ông này coi ông coi, ơi chết bà. Coi chỗ người ta câu ông lỡ ông phá kìa. Ông kia ông đang câu mà ông nội nọ ông phá. Chơi kỳ á nó. Quay lại giờ nó quýnh lộn đi. Quýnh lộn đi. Câu cá vui thôi mà làm gì ghê vậy. Ông cha kia làm hổ báo cáo trộn quá. Chạy lên muốn giành chỗ đó mà. Thôi quay lên đi. Quay ngang cũng động rồi. Mới thấy à, chơi câu cá mà cũng cũng ganh. Ngộ thiệt chứ. Chơi câu cá mà ganh quá không. Trời ơi. Quay lên đi. Thôi sẽ quay lâu dữ nha. Quay hoài mà nó chưa chịu lên trời. Cái dây nãy tại mình quên ngang á, cái dây nó xả ra nhiều quá. Giờ quay vô cực. Quay ra quay vô trời chưa biết nữa à. Bây giờ này ngồi lên thử rồi.
mới quay vô nè. À, các bạn phải nhấn shift nha, nhấn shift rồi nhấn trái chuột thì nó quay vô. À, nhấn shift rồi nhấn trái chuột thì nó quay vô đó. Thấy không? Hồi nãy là mình quay ra. Cái ông này ông tới ông phá rồi, ông muốn chơi mà ông tới ông phá. Chơi 4 người câu. Oh my god. Có chỗ mà 4 người câu rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi mèn ơi. Có chỗ câu 4 người luôn. Tổ cha nó thiệt chứ. Mẹ mấy người. Câu rồi câu thôi, đừng có hổ báo cáo trộn như ông hồi nãy nha. Chỗ người ta đang câu cái lại kênh không cho ai câu chứ, kênh mình xong rồi qua kênh ông bạn kế bên câu với nhau thôi mà. Cẩm waiting for a fish to pick, chờ cho cá ăn câu. Ổ báo cáo trộn quá anh chị, câu cá thì chơi thôi mà. Câu cá là thú vui tao nhã mà. Ấy chơi. Rồi. Chạy mất rồi. Ấy đù mẹ, con cá này nó cứ ghĩa mồi nó chạy, nó ghĩa mồi nó chạy kỳ vậy trời. Ô câu biết gì nào chưa dính trời. Oh shit. My god. Cái này thiệt chứ. Câu tôi mơ chưa dính luôn. Trộm cái cười cha nó thiệt vậy này, bốn người nó dành đi là cổ báo cáo trộm này nó vui quýnh không sợ mà lờ luôn. Này, cáo trộm cái này mình câu cũng là online nha, thí dụ giống như có người đi vô ấy, mình nghĩ là chắc là cũng có người câu cái bên cũng giống như mình vậy đó, cũng cùng một cái bản đồ này nè, bao nhiêu người vô câu ấy, thì nó chặt cái bản đồ đi, chặt cái hồ bên kia cũng có mấy người đi tới đi lui câu. Đi đâu mất rồi. Chù chà tôi đợi lâu ghê chứ nha. Phải coi cái hướng dẫn ở phía trên nha. Nói chuyện nào mà nó wait for fish to pick á, thì lúc đó mình đợi cá ăn câu. Còn khi mà nó kêu mình nhấn trái chuột cộng ship á thì cuốn cần câu. Thì mình phải cuốn chứ để nó hoài là cá không ăn đâu. Đó mình điện xuống là có ăn rồi đó. Thấy chưa à, trời ơi cá này cứ chạy đi hoài trời, cá kỳ á, cá câu kiểu này chắc điệu chế lắm à, không biết cái game này nó cho ăn sao á, ví dụ như mình câu để lâu thì nó mới ăn dính cá hay sao mình chẳng biết. Đó, ăn cha, ăn nữa rồi đó. Khoan hả? Right button to horn. À, chưa. Bây giờ này, horn. Ship. Street tie out. The back wall eaten a lock. Oh shit. Thôi gắng đợi đi. Trời ơi, cái hồ nước rất là đẹp nha. Ở đây mà có mưa rỉ rả nữa là tốt rồi. Quá trời relaxing. Cảnh rất là nên thơ nha. Relaxing, relax. Ngủ luôn chứ. Ô chưa chà. Chưa chà. Nàng mồi rồi. Ô. Trời ơi, lần nào cũng vậy chẳng kỳ quá, con cá này ngộ ta. Mồi dựng lên là bố con chạy đi à. Ngộ chị. What the fuck. Mẹ nó. Không nhờ dài cũng khổ. Ờ, nó ăn mồi kìa. Ăn mồi.
Châu chào lần nào cũng vậy trên trời. Ủa em kìa, cho dính không, không cho dính là thôi đi chứ mẹ nó, câu chuyện nào mới dính. Của con rồi đó. Oh come on, yeah. Rất là đà đẹp ha. Cá ngon ngay nha, giống mình cá mày dinh mày trắng vậy nè. Chu cha ơi, cầu nãy giờ mới dính được con. Ai keep hay là release đây? Như ký. 7 feet 8, 7 in 8. Ồ giữ đi. Cá này mà giữ đi. Chà đã thiệt ha. Chữ keep kép nha. Bây giờ này mình đã kép, mình thoát ra mình qua địa điểm mới nha. Ở nãy mình câu ở đây nè, bây giờ mình qua mình câu ở bây giờ này, hôm nay qua địa điểm mới chẳng gọi tôi phát xin khung cảnh mới nha. Thì khung cảnh này nó có cái cầu, bây giờ mình sẽ đi ra cái cầu mình câu coi, nó coi vị trí cầu ở đâu, câu ở đâu cũng được. Bên kia mình câu bên kia rồi, mình câu bên đây đi. Khung cảnh bên này, cái hồ bên này đẹp hơn hồ bên này đẹp đây. Chắc là mình câu cái hồ bên này đi. Hồ bên này đẹp á. Rồi đi ra tí xíu nữa, có cái ông bên kia cũng câu rồi. Giờ mình câu ở đây nha. Nói chùa câu ở đây. Ồ, mới dục xuống cá nhảy rồi. Kỳ á. Cá chuột. Sao nó lật ngang người ta? Cái phao nó bị lật rồi, làm sao cho nó đứng lên? Ồ, chỗ này phao. Come closer to combo pie. Post pie. Tới chút xíu nữa muốn đi tới đi lui thì chờ nhấn nút tới lui trên bàn, trên bàn phím thôi chứ không có gì đơn giản, đơn giản như đang dẫn qua chỗ này câu thì càng không có. Nó đi ngược trở lại, đi ngược trở lại đi, không câu bên kia câu bên này, đục ra đây coi. Ồ kỳ quá ta. Dựng lên là em biết rồi đó, là chờ cá câu thôi. Mình nhớ là cái game này mình chơi trên mua điện thoại được nha, không có tải trên điện thoại về được á, mà cái đồ họa trên điện thoại nó không đẹp bằng PC. Đồ họa điện thoại mình nhìn mình vô mình thấy nó còn thấy nó đau mắt lắm. Vải trên PC nhìn thấy nó sắc nét hơn. Mà có điều cái game trên điện thoại là chơi bị lấy gần câu lại rồi. Ban đầu nó cũng cho mình đi câu giống vậy đó, mà sau này đó là thời gian sau nó gọi mình kia mình mua gần câu, mình không mua thì nó lấy gần câu mình lại. Kỳ ta, nó lấy gần câu lại giờ phải bỏ tiền ra mua, giống như mình mua game vậy đó, mua cần câu. Đồ má chơi kỳ. Chơi vậy chơi ai chơi, rồi chơi game free miễn phí mà cuối cùng mình phải bỏ tiền ra tải về cho chơi, cho chơi cho ghiền, ghiền cho đã rồi cái bắt đầu bắt mua cần câu. Oh my god shit, mẹ nó thiệt, cái tình đã ghiền rồi mà lấy bỏ tiền mua, mua 419.000 đồng cái bộ cần câu. Má chơi kỳ ta.
Try getting your lunch by prep pee. Are you want to prep pee? Oh, ôi, kêu ra ngoài mua cái gì, mua cái lưỡi câu. Chỉ mình chỗ câu đi ra đại đi ra đại câu đại rồi à được á khang hay không đây chờ cho nước lớn cá ăn câu à, 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 à. Chuẩn bị ăn mồi đi con, ăn mồi đi. Hình như không phải đó, ăn mồi đâu, gió, chọn chim bay nữa kìa. Cảnh đẹp quá ha. Ông bên kia, câu bên kia kìa, bỏ qua bên đây nè. Thì ra là game là vậy đó nha. Bao nhiêu người câu là nó thể hiện ra hết trơn á. Nãy mình đứng bên kia đó, có hai ba ông đó. Em đứng bên cái nhà bên kia đó. Giờ mình qua đây, mình dồn qua bên kia lại rồi. Chả có chim bay nữa kìa. Sao không nghe tiếng âm thanh nào nha. Ngộ thiệt chứ. Now let's cut a bigger fish. Kêu mua đồ nè, mua câu với mua mồi đầy đủ hết rồi mà thiếu thứ gì đâu, câu mồi dây hết trơn rồi nè, bao câu đồ nè, giờ ra bán đồ thôi. Close to control pi. Control spy. Pi. Pi control pi. Step. Thank you.
con nữa nghĩ nha. Nãy giờ mình chưa thấy dính. Và các bạn coi cái bờ bên phía bên tay trái ở dưới góc dưới màn hình đó, góc dưới màn hình các bạn thấy không, có người ra người vô đó, bao nhiêu giờ thì có người vô cái map này câu, nó có người vô nè, có ông mà gì đó cái tên đó 16 sao đó, 16 sao mà vô bản đồ rồi đó, mới vô đó, có người ra cũng có người vô. Chứ giống như câu ở ngoài thôi, quý vị nhìn con chuồn chuồn đậu trên cần câu nữa chứ. À, già tổ cha mày. Trời ơi ăn không ăn tao dở lên, mệt quá, đợi lâu quá rồi. Đúng là câu cá này là cần sự kiên nhẫn nha, không kiên nhẫn khó câu lắm. Kiên nhẫn mới được, nhiều khi phải đợi cái mấy 30 phút, 20-30 phút mới có ăn cơ mồi. Sao cái game nó không làm cho chừng 5-10 phút thôi chứ, 5-10 phút ăn mồi là thấy được rồi, đợi gì đâu 15-20 phút mới ăn mồi, mới dính con cá thôi chứ lâu quá. Mà cố gắng thì chơi câu cá là mình tập cái tính kiên nhẫn, tính nhẫn nại. Mình thì nóng tính, bợp chợp, gì cũng muốn cho mau cho lẹ luôn. Nên bây giờ câu cá, tập câu cá, tập cái tánh mình nó cầm đầm tánh rồi. Mình thiệt sự là mình khi mình tham gia game câu cá là mình thấy nó, tánh mình nó cũng đầm rồi. Ngán chờ đợi nhận lại nha. Đây có buồn thì nhìn khung cảnh xung quanh này, nhìn mặt hồ nữa ha. Câu cá nó ăn mồi bóng này, nước nè. Ôi chua chà lâu ghê nha. Mà dở cần câu lên đi. Rét. Ôi chua chà lâu khiếp. Ông kia câu Next Gen Deal 2 sao. Next Gen Deal 2 sao. Cầu đường con 5 thao 8 màu trắng, mới dính cầu dính 11:20 thôi. Ở đây mình xin kết thúc video đây nhé, bận công chuyện rồi, hôm nào mình sẽ câu lâu hơn, mình sẽ livestream mình câu lâu hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn, bye bye.